Hello, nhà tín đồ hay thì cổ. Hôm nay em lên con Swift Dan với anh. Xe này hồ sơ đang rút của anh này. Xe này hồ sơ nó ở xa, thành ra nó hơi chậm em anh. Bô ngang với anh. Tem đồ đẹp luôn, bẩn đẹp luôn nha anh, rất là đẹp, không chạy chỗ luôn, không bể hàng luôn. Giấy tờ hải quan luôn, hồ sơ đang rút, anh em nào mua thì đợi giấy tờ tè chơi, đợi ngâm hồ sơ khoảng cũng tháng không anh, khoảng tháng hơn là sẽ có hồ sơ thôi. Chứ để mà công khứa gần quá thì không kẹp với anh, điện hối em. Bình đề đồ nhẹ nhàng nhé mạnh, máy ngon. Đó, về là Vivo cà phê T chính cúc. Câu nói huyền thoại nhé mạnh, T chính cúc. Mà tại sao không nói là T chính giấy mạnh? Bị mắc e đây nè, còn cọng dây mà mắc e, thích nhất cái đề của thằng Su này, đề rất là nhẹ, kể cả những dòng xe mà mới thể mới giờ đề cũng chưa chất ngọt nữa, chỉ cần ịnh vào một cái là nổ thôi. 2 3 4 đầy đủ đồ chơi nha anh. Quá đẹp. Rồi, giá cho anh em chơi 32 triệu cả hồ sơ. Như phép đã nói, nhưng mà hồ sơ xa hơi chậm, mà anh mua mà anh cứ vui à, từ từ đợi à, chấp nhận được thì mua. Còn như mà hối hồ sơ như là cá chấm thớt thì không nên mua luôn. Cái nào nói trước, hồ sơ em đợi thì tháng hơn rồi thì liên hệ phép mua về để đó. Mấy cái này thì dụ đi, mấy ngày thì nhiều anh em mua về đi đứng gì nhiều đâu, mấy dòng xe này giờ chủ yếu đi kiển cà phê được chơi thôi à, bây giờ đi xa thì ông nhà ai cũng có mấy cái xe phổ thông hết trơn rồi à, hoặc là đi ô tô rồi đi chơi. Bây giờ mình mang xe Honda đi tới chỗ với mệt hết muốn chơi, mình đi vài 300 cây là hết muốn chơi. Swift Dan 1994, còn cái này gì không biết luôn.
đó mình coi như là nó giết xàm vậy anh. Lập tập lập tập ha. Ồ như bồ cúp mà lại là gáy tiếng hay thì ha. Rồi ok, anh em nào cảm thấy hợp với mình hoặc là có cái sự đam mê nào đó thì liên hệ với em nha anh em. Xin chào anh em.